Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong năm 2021. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trên chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời, ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận, kinh tế lại bấp bênh, lại phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể quẻ luận tình duyên, công danh, sự nghiệp cũng như các thông tin liên quan đến mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong năm 2021 này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong năm 2021. Những người sinh năm 1995 thì giành được may mắn trong sự nghiệp và mối quan hệ tình cảm vào năm 2021 Tân Sửu này. Một số người trong số họ sẽ đạt được sự đánh giá cao của lãnh đạo và cải thiện vị trí thông qua những nỗ lực tuyệt vời. Hãy hòa thuận với các đồng nghiệp là điều quan trọng, tuy nhiên thì mối quan hệ tình cảm dễ có biến động. Nếu bạn đang yêu, kết hôn có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời. Dựa trên dự đoán vận may vào năm 2021, người độc thân sẽ có cơ hội thấp tiếp cận một mối quan hệ mới một cách nhanh chóng. Đối với những người đang làm việc, may mắn nghề nghiệp là tốt và bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người có điều kiện. Tài lộc may mắn cũng đứng về phía bạn, tuy phải học cách xử lý tài chính vì nó rất quan trọng đối với tương lai của bạn. Thực lộc sinh tài, quý nhân phù trợ, sát tinh thiên cẩu điều khách. Vào năm Tân Sửu 2021, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 gặp khá nhiều cát tinh lẫn sát tinh nhập mệnh. Năm nay có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhìn từ phương diện có lợi, lưu niên của năm Tân Kim có thiên can là Tân Kim, chính là chính quan của người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Thái tuế Sửu Thổ là chính quan của Hợi Thủy lại gặp bát bạch tài tinh, cho thấy sự nghiệp và tài vận của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 không tồi. Là một năm có nhiều danh tiếng và tiền bạc, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2021 để nghênh đón thái tuế, hóa giải mọi tai ách của năm. Cơ hội phát triển nghề nghiệp có lợi cho kinh doanh, hợp tác, đầu tư, chiến dịch và các hoạt động khác. Trong năm nay, đối với những người tham gia thi cử sát hạch đều có những thành tích đáng kể. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 thì không nên lãng phí những cơ hội trời cho, cần phát huy hết khả năng của mình để thực hiện lý tưởng trong sự nghiệp. Nhìn từ phương diện bất lợi thì tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 tương hợp với thái tuế thổ, nếu không cẩn thận dễ bị kích động thái tuế. Nên làm mọi việc một cách cẩn thận, không nên tự kiêu thái quá để tránh gặp rắc rối. Nên cầu bình ổn là tốt nhất. Thiên cẩu và báo vĩ nhập mệnh, báo hiệu một năm hao tài, cho nên trong năm nay cần tránh những chi tiêu cho tình cảm. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, năm nay vận đào hoa khá vượng, nhất là nam mệnh. Có cơ duyên gặp gỡ người chính duyên trong vận mệnh của mình, nhất là phải nắm chắc cơ hội để có thể tìm kiếm được chính duyên. Các cặp tình nhân hoặc vợ chồng chịu ảnh hưởng của sao quả tú, tình cảm dễ trở nên lạnh nhạt hay có cảm giác cô đơn dẫn đến chia xa, chia tay. Thái tuế tài tinh quá vượng cũng sẽ khiến cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 gặp phải kẻ thứ ba hoặc dính phải vận đào hoa nên hạn chế xảy ra cãi nhau. Về mặt sức khỏe, nhất là gặp thái tuế hao thân lại có các sao báo vĩ, huyết nhẫn, điêu khách, thôn hãm nên cực kỳ không tốt. Thể trạng đi xuống, tránh bị bệnh cũ tái phát, cẩn thận bị thương do những vật nhọn mang lại, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe của người thân trong gia đình. Ngoài ra, trong năm nay, nên giảm thiểu hoạt động dưới nước, du lịch và chèo thuyền, bơi lội, đi bè. Nhìn chung, vận trình của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 vẫn còn tốt trong năm nay. Sự nghiệp tài vận có bước phát triển nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực công việc cùng tồn tại.
Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tai ách của năm. Với những tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, cần phải có những vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự trợ giúp cát lành. Dự đoán tử vi của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh tiết mất khí của mệnh chủ. Trong năm này, cần phải chú ý nhiều đến các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Năm nay, có nhiều ý tưởng sáng tạo mới lạ, có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc, nhận được sự công nhận và ủng hộ của mọi người. Nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, tránh ảnh hưởng rắc rối, khiến cho vận may đi quá mất khẩu thiệt thị phi. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần phải có thái độ nghiêm túc khi yêu đương. Không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ mối quan hệ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Những người đã kết hôn thì có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu, bao dung cho nhau. Tuy nhiên thì bản mệnh không nên quá tập trung vào chuyện tình cảm mà lơ là chuyện sự nghiệp. Tốt nhất thì bạn nên lập ra một mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, phấn đấu hoàn thành, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nếu tu chí làm ăn thì năm Tân Sửu là một năm cực kỳ tốt đẹp với bản mệnh trên phương diện sự nghiệp, cần phải nắm bắt cơ hội để học hỏi, phát triển năng lực và tầm nhìn của bản thân. Khi cơ hội xuất hiện, bản mệnh cần tự tin nắm bắt, thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình, ghi điểm với ban lãnh đạo. Ngoài ra, để mở đường cho tương lai thì bản mệnh cần phải chú ý phát triển các mối quan hệ tốt đẹp. Thời điểm cuối năm, quý nhân xuất hiện sẽ giúp cho bạn có cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và bát bảo tâm kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn. Nam mệnh 27 tuổi, mộc đức chiếu mệnh, cẩn thận các bệnh về gan và mắt, tránh dùng mắt quá độ. Nữ mệnh 27 tuổi, thủy diệu chiếu mệnh, nên tránh các việc thị phi và tránh những hoạt động liên quan đến nước. Sự nghiệp của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 và năm Tân Sửu. Thiên can Tân Kim lộ xuất chính quan, địa chi Sửu thổ lộ xuất thiên tài. Mặc dù không có tác động cụ thể gì với tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, nhưng thiên can và địa chi lại hợp thành tổ hợp cát lợi chính quan sinh tài. Chính vì thế mà trong năm Tân Kim, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao. Thêm vào đó có chính quan tác động khiến cho bạn có một cuộc sống tự do hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước, lo sau hoặc có người hãm hại. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt, nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Những người làm văn phòng thì khó đạt được cơ hội này, song bạn cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội thăng chức, mãi ngộ và không chịu sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Năm nay, sự nghiệp có thể là khá tốt, ngoài các cơ hội thăng tiến và tăng lương, bạn sẽ được cấp trên ưu ái, có thể đóng vai trò, nấc thang cho sự phát triển trong tương lai của mình. Nếu có sức mạnh nhất định, bạn có thể phát huy đầy đủ và cấp dưới của bạn sẽ nể phục. Bạn sẽ có nhiều chuyến công tác hơn năm ngoái và không nên từ bỏ cơ hội vì kiến thức của mình sẽ được mở rộng từ đó. Khi đi ra ngoài, hãy cẩn thận với những tranh chấp với người khác hoặc vận may trong sự nghiệp của bạn có thể bị hủy hoại.
Với một may mắn chung cho việc tìm kiếm việc làm là nhảy việc, nên suy nghĩ kỹ trước khi bạn muốn thay đổi. Tài lộc của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 vào năm Tân Sửu. Tuổi Ất Hợi sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp vào năm này. Hiệu suất vượt trội trong công việc sẽ khiến cho bạn nổi bật và mang lại sự thăng tiến, tăng lương. Ngoài ra thì bạn sẽ tích cực phát triển công việc trong thời gian rảnh rỗi và nắm bắt một lượng kiến thức nhất định về đầu tư và quản lý tài chính. Do sự quản lý có kế hoạch của mình, tình hình tài chính sẽ ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên thì bạn không nên đầu tư vào những lĩnh vực xa lạ và nên hành động thận trọng. Tuy nhiên, lưu niên thiên can là chính quan, thái tuế là tài tinh, thực lộc sinh tài là một năm khá tốt về tài vận, cầu danh được danh, cầu lợi được lợi, có nhiều cơ hội phát triển, có lợi cho việc kinh doanh hợp tác. Chỉ cần nỗ lực phấn đấu sẽ có thành quả, tài vận được bát tọa chiếu, có quý nhân chỉ điểm. Nếu có thể mở rộng kinh doanh thì thu nhập rất đáng kể. Đối với tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, yêu thích đầu tư sinh lời, cá cược may mắn không quá cao, tốt nhất là nên thận trọng, chớ nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh chóng không làm mà hưởng. Vì vậy, vận thiên tài năm nay không tốt. Năm Thái Tuế có các tinh bát bạch, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển, khả năng phát tài lớn nên đừng để lãng phí. Thực hiện đầu tư tài chính hợp lý dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia phong thủy. Khi gặp vấn đề trong đầu tư và quản lý tài chính, có thể tham khảo ý kiến của mọi người. Đồng thời, hãy cẩn thận hơn với một số hành vi ác ý. Không được ảo tưởng quá tham lam về vấn đề kiếm tiền nhanh chóng, làm giàu, không động vẫn có lắm tiền, há miệng chờ sung, phải thật vất vả mới có được thành quả đáng kể. Phải lao động thì mới có ăn, nhưng không vì thế mà bi quan. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp, cần bố trí lại phong thủy nhà ở và văn phòng sao cho hợp lý. Đồng thời sử dụng pháp khí phong thủy Hợi, Mão, Mùi để kích hoạt tài vận, quan vận, sự nghiệp theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 vào năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Nhâm Thìn, dương lịch từ ngày 12 tháng 5 cho đến ngày 11 tháng 6 năm 2021, tức là từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập đến. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 thì không nên tiến hành những công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tình duyên của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong năm Tân Sửu. Năm 2021, chuyện tình cảm của tuổi Ất Hợi không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên thì nam mạng gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây ấn tượng với người khác giới, bản mệnh cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình đối với đối phương, cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình mà nên tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy, bạn mới có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Với phái nữ, bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu có muốn cặp đôi vào thời điểm này thì bạn không thể ngồi yên chờ thời cơ mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng. Trong các mối quan hệ với mọi người thì bạn cần phải giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến cho người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao Cô Thần Quả Tú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối, cần phải dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung đối với người ấy. Khi có bất đồng quan điểm thì cần phải giữ thái độ bình tĩnh, không nên nóng nảy, nếu không rất có thể sẽ vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt chia ly.
Mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 thì năm nay chú ý cần phải mang bên người một vòng tam hợp quý thần Hợi Mão Mùi giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Sức khỏe của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 vào năm Tân Sửu. Vì thái tuế không gây ra những ảnh hưởng trực tiếp nên bản mệnh tình trạng sức khỏe khá là ổn định. Tuy nhiên thì tuổi Ất Hợi 1995 cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn xung đột với người khác, cần hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và các chất kích thích. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi mà thay đổi thời tiết. Khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng cần có trang phục thích hợp. Không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên đi mất việc nghỉ ngơi. Có thời gian rảnh rỗi hoặc phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 sẽ tốt vào năm 2021, nhưng những rủi ro sức khỏe để lại trong thời thơ ấu có thể xảy ra vào năm nay. Bạn cần phải chú ý hơn đến tình trạng thể chất của mình trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, hãy giao tiếp nhiều hơn với người lớn tuổi trong gia đình, dành nhiều thời gian cho họ và cùng đi du lịch. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Ất Hợi, Nam Mạng, sao Mộc Đức chiếu mệnh. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm. Việc làm ăn phát đạt và thuận lợi, vì thế mà việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt là vào tháng 10 và tháng 12 sẽ rất tốt, bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên thì nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới thì hay bị đau máu huyết, nhưng nữ sẽ bị đau máu huyết. Mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, Nam Mạng, năm Tân Sửu gặp phải hạn huỳnh tuyền. Người có hạn huỳnh tuyền sẽ luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Ất Hợi 1995, Nữ Mạng. Sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao Thủy Diệu giống sao Thổ Tú, kỳ nhất là vào tháng 4 và tháng 8. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh khá giống với sao Thổ Tú, nhưng nếu xét kỹ thì bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới, nữ thì chú ý khỏi dính vào thị phi. Mệnh chủ tuổi Ất Hợi 1995, Nam Mạng, năm Tân Sửu sẽ gặp hạn toán tận. Trong năm này, nếu gặp hạn toán tận thì sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó có thể đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Người tuổi Ất Hợi thì có tính cách trầm lặng, giàu lòng nhân ái, trong công việc có thể đảm nhận mọi việc được giao mà không biết mệt mỏi. Ở bên cạnh những người tuổi này thì bạn sẽ nhìn thấy ở họ sự dũng cảm và kiên trì. Với mục tiêu đã đặt ra, họ luôn dốc hết sức mình để đạt được. Ất Hợi thuộc mẫu người chất phác, thật thà, nhưng họ lại có những kiến giải vô cùng độc đáo. Với tính tình ôn hòa, mềm mỏng thì họ không bao giờ đẩy người khác vào những tình huống khó xử. Chính vì vậy mà họ thường được mọi người yêu mến, kính trọng. Tuy nhiên, nếu sức chịu đựng của con người bao giờ cũng có hạn, khi bị ép tới mức không chịu nổi thì sẽ nổi giận mà đấu tranh cho quyền lợi của bản thân. Tuy nhiên thì họ sẽ không bao giờ để bụng và cũng không thích tranh chấp với người khác. Nam Mạng tuổi Ất Hợi, cuộc đời có nhiều tốt đẹp, khoảng từ 22 cho đến 40 tuổi đã bắt đầu được hưởng cuộc sống sung sướng, sang hậu vận lại được hưởng sự an nhàn, không phải chịu thất bại hay đổ vỡ trong sự nghiệp. Sẽ có nhiều cơ hội đến trong cuộc đời của bạn để tạo dựng sự nghiệp. Vào năm 32 tuổi, dễ gặp được một số biến cố cần phải cẩn trọng trong năm này. Phải qua 34 tuổi thì cuộc sống mới được hoàn toàn tốt đẹp, đầy đủ.
vận tài lộc khá tốt, không phải lo lắng hay là ưu tư về chuyện tiền bạc. Tuổi Ất Hợi nữ mạng, cuộc đời có ít sự may mắn ở tiền vận và trung vận, phải sang tới hậu vận mới được hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng. Tiền vận và trung vận, gia đạo của bạn gặp nhiều éo le, không được yên tâm, phải về sau thì mới yên ổn an nhàn. Từ 22 cho đến 27 tuổi. Tuổi 22 còn nhiều bê bối, việc làm ăn có nhiều trắc trở, có những khổ tâm vì gia đình lẫn công việc làm ăn. Năm nay là năm rất khó khăn trong việc làm ăn của bạn. 23 tuổi lại phải chịu một năm cay đắng nữa. Bạn nên cẩn thận vào những tháng 6 và 8 có đại nạn hay hao tán tốn của. 24 tuổi tốt, việc làm ăn và phát triển có khá nhiều và thu được nhiều kết quả tài lộc. 25 tuổi, năm đại lợi của bạn, nhất là vào tháng 6 và tháng 7. Những tháng này tốt đẹp và hoàn toàn êm ấm, có phát triển về tài lộc. 26 và 27 tuổi, tốt vào những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xấu, đề phòng có việc nguy hiểm vào tháng 10 và tháng 11. Từ 28 cho đến 35 tuổi. Vào số tuổi 28 có nhiều tài lợi vào tháng 7 và 9, những tháng khác bình thường. Năm 29 thì không nên đi xa vào tháng 7 và tháng 11. Những tháng kỵ này nên tránh việc làm ăn giao dịch. Năm 30 tuổi có thể thu đoạt nhiều kết quả tốt về tài lộc. Năm 31 và 32 tuổi, 2 năm bình thường, chỉ trừ vào tháng 3 và năm 31 tuổi có hao tài. Hãy nhịn nhục, nếu không sẽ có tai vạ. Năm 33 và 34 tuổi, 2 năm này khá tốt, nhưng vào năm 33 tuổi thì có nhiều tài lộc vào tháng 4 và tháng 7. Năm 34 tuổi, tránh việc giao thương vào những tháng 9 và 12. Năm 35 tuổi, phát tài vào tháng 6 và 8, kỵ tháng 10, toàn năm đều êm đẹp, có thâu được nhiều kết quả về tài lộc. Từ 36 cho đến 40 tuổi, phát tài vào tháng 4 và hao tài vào tháng 6, những tháng khác trung bình. Năm 37 tuổi phát đạt, 38 tuổi đầy đủ và hay đẹp vào những tháng 8 và 12. Hai năm này, bạn tốt đẹp về tài lộc tình cảm. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này không phát triển về tài lộc nhưng mạnh mẽ về vấn đề tình cảm gia đình. Từ 41 cho đến 45 tuổi, khoảng thời gian này thì không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời về tài lộc, làm ăn cũng như là về giao dịch. Chỉ trừ năm 42 thì hơi xấu cho bản mạng, năm 43 kỵ tháng 10 và toàn mùa đông, 44 tuổi kỵ tháng 6, những tháng kỵ có đau bệnh hoặc bị hao tài. Từ 46 cho đến 50 tuổi, 46 tuổi khá tốt, vững vàng về sự nghiệp, 47 tuổi có đại nạn vào những tháng 8, 10, 11, 3 tháng này hãy cẩn thận, có đau buồn trong gia đình, ngoài ra những năm khác khá tốt. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Ất Hợi 1995 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.